tặng ngay các bác một bức tranh bằng đồng mâm ngũ quả khi các bác chọn mua bộ đỉnh ngũ sự hoa sòi giả cổ của nhà Toàn Phong Thủy với quả đỉnh có chiều cao là 66cm, rất là to cao và bệ vệ, gồm một đỉnh, hai hạc và hai chân nến có tổng trọng lượng là trên 30kg đồng cát tút 100%, được làm theo lối giả cổ màu hun. Và bức tranh bằng đồng mâm ngũ quả tặng kèm cho các bác khi các bác mua bộ đỉnh ngũ sự hoa sòi. Bộ đỉnh này của anh em thì được đúc theo cái lối giả cổ với 3 bông hoa sòi được chạm tỉa kênh bong nổi cao trên bề mặt của bộ đỉnh và 3 chữ phúc lộc thọ được dát vàng. Đặc biệt bộ đỉnh này của anh em là da trơn, không lền gấm lền hoa cho nên nó không bị bám bụi bẩn và rất là dễ dàng vệ sinh, bao sái lau chùi. Ông nghê nhà em cũng làm là ông nghê của Việt Nam, thường xuất hiện ở trong các cái cơ sở thờ tự đình đền chùa, không phải loại nghê hóa lân của Trung Quốc. 2 tay mây và 3 chân quỳ lân là được đúc liền khối. Các cái chi tiết vờn mây nhà em làm to, sắc nét, rõ ràng và được chạm tỉa kênh bong, tức là khi mà đúc xong là người thợ phải chạm để tạo hình và có những cái đường chạm chìm như các bác đang thấy ở trên hình là được đúc nổi hoàn toàn thủ công 100%. Đế đỉnh là đế giả cổ đài sen chữ phúc. Và bộ đỉnh này của anh em đang được bán với giá là hơn 13 triệu. Hơn 13 triệu và các bác được tặng thêm một bức tranh bằng đồng có trị giá 1,4 triệu ngay trong tháng này. Để biết chi tiết các bác nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em Toàn Phong Thủy để nhận được báo giá tốt nhất trong tháng. Hạc có chiều cao là 72cm và cũng được ngậm sen 2 tầng. Và chân nến cao 52cm, nhà em vẫn làm là nến trơn và đĩa nến năm nay nhà em làm dày hơn mọi năm. Nó nặng hơn, dày hơn và đĩa nến trơn cho nên là chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi. Nó không bị bám cái bụi nhang khói vào, nó sạch hơn, nó đẹp hơn. Và bộ đỉnh này của anh em tặng thêm các bác là một bức tranh bằng đồng mâm ngũ quả đến từ làng nghề Trạm Bạc Đồng Sâm Thái Bình, có kích thước là 79x59cm, khung gỗ, bo gỗ, đồng nguyên tấm và dày 8 gem, hình ảnh mâm ngũ quả, 2 lọ hoa và 2 đĩa trầu cau. Các bác treo ngay đằng sau bộ đỉnh của nhà mình dưới bộ quấn thư, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Đây là một mẫu mới các bác nhé. Bình thường mâm ngũ quả, tranh ngũ quả thì các bác chỉ là có tranh đá hoặc là tranh giấy thôi, còn đây là tranh đồng các bác nhé. Và nhà em là Toàn Phong Thủy với cơ sở đúc đồng tại làng nghề đúc đồng Đồng Quỹ Nam Tiến Nam Trực và có cửa hàng tại thành phố Thái Bình, số 3 Hoàng Hoa Thám. Các bác mua hàng yên tâm gọi điện thoại trực tiếp cho em. Giao hàng đến các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bảo hành trọn đời cho các bác ten đồng và cam kết là đồng cát tút 100% hàng loại 1 duy nhất trên thị trường.